Ui, cái này ở đâu? Cái này nó ở đâu? Khu này là rừng, khu này ai chẳng biết là khu này. Chỗ này nó rừng rậm, rậm rạp vậy thì ai biết được khu nào? Nhà hoang nào? Nhà hoang lần trước đấy anh. Nó lần trước nào vậy nhỉ? Đi vào đây thử xem cái chỗ mà sao nhỉ, cái chỗ đấy nó là cái chỗ nhà hoang đấy anh. Chỗ nhà hoang gì? Ở đây thiếu gì nhà hoang, mình biết nhà hoang nào. Thì mình đi vào từng cái một. Ngộ vào đi vào từng cái một. Cái nhà hoang mà có sách á, cái bàn tay vào trong đấy đấy bố. À cái nhà hoàng đấy á. Ừ. Nó ở đây mà. Ừ. Nó ngay đấy thôi. Nhưng mà có thấy gì không? Lúc nãy em thấy mang máng nó trong khu vực rồi. Có con gì nó đi qua đi lại à? Ừ đúng rồi. Cái bóng trắng trắng với đen đen anh ạ. Ôi, trời ơi thì toang rồi. Ôi. Đúng rồi, chắc con đầu trắng trắng là con heo ấy. Vậy á? Ừ. Ô, đi vào đấy xem nào. Đi. Anh phải đi đường này đi. Phải đi đường này thì nó mới gọi là đi đường này nó mới đỡ bị phát hiện, hiểu không? Đi cái đường kia là bị phát hiện ngay. Ừ, đường này đi được mà, mình phải bò lên chứ không cẩn thận là đi đường kia là động ngay nó. Nếu mà nó mà đã xác định nó ở đấy thì nó sẽ đặt bẫy ở những cái đường nào dễ đi, hiểu không? Mình phải đi những cái đường nào mà nó khó đi một chút. Đấy thì nó mới không bị phát hiện được. Anh muốn đây. Không cần. Anh muốn cấp phụ phòng với em vậy. Oh my god, cái chỗ này làm sao lắm cái mộ đá thế. Wow, mộ nó mới bốn sáu chỗ nào có gì đâu mà sợ. Oh my god, có nghe tiếng gì không? Ui em nghe thấy. Ui có anh không? Nó thì cẩn thận đấy, nó phát hiện ra là nó phát hiện ra là mình toang ấy, hôm nay mình có 3 người thôi. Không lo, mình còn có 3 người, mình cũng đánh thua hết mà. Nhưng mà mình phải phát hiện ra, mình nghiên cứu, mình phải theo dõi nó để mình xem lúc nào nó sơ hở thì mình phải cứu người về chứ. Sao mình đố thế? Đâu? Ừ đúng rồi anh không? Ui, anh đâu có nói kia phải không? Đồ nách thật. Hả? Em thấy con ếch ở kia kìa. Nó đồ ếch mà. Bây giờ thì tính làm sao? Ôi lên luôn, lên chơi nó luôn anh bố. Không phải tình gì nghe chứ anh. Cái này mà lên luôn là nó úp sập. Thì thử xem nó. Nếu mà nó yếu thì mình có rám lên chứ. Nếu mà đông người có cả 6 mấy này alpha các thứ một đống nó thêm quái vật nữa là mình phải nguy hiểm, là mình phải té ngay, mình phải nấp vào đây mình dình xem chúng nó làm cái trò gì thôi. Màu đen đen như là có cái gì đen đen như anh muốn ạ. Bóng gì đen đen như thế ạ. Wow. Tình hình nhà kia kìa. Oh, kia quá. Anh nhìn thấy rồi. Anh nhìn thấy cái con đầu rắn đây. Đầu rắn á? Ừ. Cái con đấy à? Anh không theo, không khác gì cái dự đoán mà bảo là cái con thầu rắn ấy. Hình như nó là cái con mà pháp sư ấy. Ừ, nhưng mà vừa rồi ở đấy anh thấy có mỗi một con đầu rắn thôi. Với lại là con ếch với lại cái con bé kia. Con ếch con ấy. Con đấy á. Ừ. Thế là anh muốn của thầy nó đang làm gì không? Không biết anh nhìn thấy nó cầm cái gì ấy. Đi lại đấy. Đi lại xem nào. Đi nhẹ thôi chứ. Tiếng động. Phải không? Ồ. Nó làm cái gì kia kìa. Oh my god anh ơi. Cái gì ấy? Ôi nó làm cái gì ấy? Nó làm cái gì đấy mà cơ này có hai con người con ấy kia với lại là hai con người nội làm gì ấy? Vẽ cái gì lên bốn ạ? Không biết đâu. Nó vẽ cái gì ấy? Con sáu bàn của anh bốn thôi. Ôi,
Sao con yêu quái nó đấy nó làm gì ấy nhỉ? Có tên của em ở kia kìa. Ô, mày không phải kia kìa. Mày không mày cái đường nét nó biết kìa. Ô mày gọi này thôi. Nó làm gì này? Bốn không bốn tên của anh đi bốn ạ. Mày bị chọc à? Tên của hai anh đi. Không có phải đâu. Phải đâu? Chúng mày bị nhầm rồi. Đúng rồi. Cơ này nó vẽ cái gì vào đấy nó tô tượng gì vậy? Đến cái đầu anh ấy, anh thấy rõ cái chữ bảy không bảy kia kìa. Mày bị nhầm rồi. Ủa ôi con kia cơ nó làm cái gì ấy nhỉ? Nó làm cái gì đấy? Oh my god. Ừ, thì luôn anh bốn à. Đúng rồi, đúng cái con rắn này làm không như dự đoán, không sai một tí nào. Đúng rồi, chính xác. Ở trong thuyền kia hai con kia cơ nó cứ ngồi yên một chỗ kia thôi à. Kiểu như kiểu nghe lệnh à? Chắc vậy rồi, hay là nó bị làm sao ấy? Con ếch nó kiểu bị kiểu như có ai điều khiển nó ấy. Ôi trời. Ôi nó làm trò gì ấy? Nguy hiểm thế. Ê, nhưng mà cơ này nó kiểu vậy thì mình cơ này có một con yêu quái hay thôi, mình có lên không? Có ấy, mình có ba người mà. Mình lên mình cứu hai đứa bé kia về đi vậy. Anh muốn lên vỏ vào mặt đấy. Lên vỏ vào mặt đó. Nó chọc cái cây vào cái người nộm mình kìa. Ấy, thấy chưa? Thấy nó kêu cái gì chưa? Lên luôn không anh? Từ từ á, mình xem nó làm trò gì á, là mình mới lên được. Cái này nó cứ sao nó cầm cái cây kia nó vẫy vào người ta làm gì quá. Cái cây ở đấy á, giống như cái cây đuổi người ở ngoài chợ ấy bố nó. Không anh, trong phim nhá, em thấy là những cái kiểu ông thầy tà cứ bùm ấy. Ủa ôi vậy thì mình kiếm gì ấy nhỉ? Ôi vậy thì trước khi mà nó làm xong cái nghi thức này mình phải bắt nó đi, phải tiêu diệt nó để cứu ai nó kia đi á. Phải lên thôi chứ không mà xong một lúc nó mà làm xong làm toang hai đứa bé kia là toang ấy. Ui nó đánh con mình nộn rồi anh bố nè. Đi lên đi anh hai lên trước đi. Mày lên trước đi. Em minh lên trước đi. Trai đi chúng mày lên đi. Không. Nhanh lên đi kìa, nó sắp xong rồi kìa. Ô mày 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 qua đây, mày làm gì hả? Con quái vật đầu rắn này mày làm gì đây? Mày làm gì hai đứa đó ở đây hả? Ui muốn đánh mày kìa, mày ơi, mày có cái vật, mày đừng có một liều mạng, mày làm gì vào nó, ui, à, mày định làm gì, ui ôi, ui, đánh nó đi mày ơi, đập nó để cứu hai đứa bé kia, ui, đập nó đi em ơi, ui, mày. Đập mạnh lên, cố lên, đừng để cho nó đánh, mày ơi, cố lên nào mày ơi, đập vô đi, ôi, em ơi, mày bị làm sao rồi em? Mày bị làm sao đây? Em, ôi, cơn này sao mắt nó trợn ngược lên rồi? Em ơi, anh ơi, anh mẹ, anh con ơi, sao chúng mày lại bị làm sao đây? Tỉnh nhẹ đi. Anh mẹ ơi, em sao thế? Tỉnh nhẹ đi. Anh ơi, tỉnh nhẹ đi anh. Con. Ô. Con. Hello, my friend. Ôi, con lợn đến rồi. Ôi. Ôi, con lợn đây. Mày đưa chúng ta con lợn. À. Ôi. Ôi con này cơ tỉnh lại rồi. Ôi mày, chúng mày thích làm sao? À, mày ba bốn đứa chúng mày được lắm. Mấy con ếch kia chúng mày bị chúng nó làm gì rồi? À, tỉnh lại đi. Con yêu quái này mày thích làm sao? Mày định làm gì đây? Mày có thầy pháp không? À, mày có phải là thầy không? Ồ, con yêu quái này đập nó đi các em ơi, kéo lên trên kia. Ôi. Đập nó đi. Mày ngang với tao à? Con lợn này, con yêu quái này, mày thích làm sao? Hả? À? Mày thích làm sao?
mày thích em sao hả? À? Ôi mày chạy đâu, mày chạy đâu, con đi lựa con đi qua đây hả? À? Mày chạy đâu, con này chạy đâu hết rồi, chúng mày chạy đâu, mày thích chạy đâu, mày dám làm gì bọn nó rồi phải không? À, mày có trả lại bọn nó bình thường không? Con lợn này, con lợn này, mày dám từ đâu chui đến đây hả con lợn này? Mày à, con lợn này, mày đừng gấp. À đủ, mày làm gì bọn nó thôi hả? À? Alpha đâu thằng sáu đâu? Ơi à, Alpha đâu thằng sáu đâu? Mày ôi ôi, hai đứa bé này ôi ôi, thả anh mấy ra đi, hai đứa bé này thả anh mấy ra, ôi ôi thả nó ra đi, thả nó ra, ôi ôi đập nó đi mày ơi, đập nó đi mày ơi, ôi ôi mày ơi đánh nó đi, ôi con lợn này, con lợn này, mày dám làm gì bọn nó rồi? Ra ra, đập quân mày đi, đập đi cứu mày kia, ôi cứu mày đi, ôi con lợn này ăn phá đâu, con lợn này ăn phá đâu, hả? Ăn phá đâu, sáu đâu, hả? Ăn phá giả sáu đây, mày có giả sáu đây không? Mày có giả ăn phá đây không? Đập vô đi, ôi mày ơi, cố gắng lên mày ơi, cố lên. Ôi, bởi sao mày yếu rồi, mày không đánh được hai con bé gì à, bởi. Cố lên, bởi ơi. Ôi, cố lên, đập vô đi. Em ơi, mày về đi, ếch mẹ ơi. Ếch mẹ ơi, về đi. Về đi, sao mày lại đánh cả chị mày ấy à, ếch mẹ. Ôi, ôi, con yêu quái này, con đầu lợn này. Con lợn này. Mày, ơi. Mày, ơi, ơi. Mày thích làm sao? Mày con lợn. Ôi, con lợn này. Mày được lắm con lợn này. Đập vô đi. Ăn phá đây. Ăn phá đâu? Ăn phá đâu? À. Chúng mày ăn phá đâu? Con lợn này ăn phá đâu? Mày thả ăn phá ra không? Hả? À. Thả ăn phá ra. Mày có giả ăn phá đây không? Ôi ôi. Mày ơi, cố lên mày ơi. Ôi ôi. Ôi ôi, sao con này cứ cắn nhau vậy? Ăn phá đâu? Thằng sáu đâu? Mày giấu bọn nó đâu rồi? À, hai con yêu quái này bọn mày giấu không? Thằng sáu mới ăn pha đâu rồi? À, ăn pha đâu? Con lợn này ăn pha đâu? À, chúng mày con lợn này ăn pha đâu rồi? Chúng mày có bỏ ăn pha ra đây không? À, chúng mày thích làm sao? À, hai con yêu quái kìa, mày trả cái đất về của tao không? Alpha đâu? Thằng sáu đâu? Hả? Alpha đâu? Thằng sáu đâu? Hả? À, chúng mày có giả Alpha thằng sáu ra đây không? Mấy con yêu quái này, ôi, con đất này, mày không tin, đứng lại ấy, đứng lại đi anh ơi, đứng lại đi, ôi, đứng lại đi, ôi, đứng lại đi anh ơi. Đánh nhau á, đứng lại đi em ơi, hay về đi em ơi, đứng lại đi. Ôi ôi, con kia nó điều khiển kia, con quái vật kia điều khiển kia, ôi anh ơi, cố lên anh ơi, đuổi thằng đánh nó đi anh ơi, bình tĩnh lại, về đi anh ơi, mày về đi anh ơi, đấy mày đừng đánh nữa, hay về đi em ơi, mày làm sao rồi? Ôi nó lừa đảo đấy, ôi hai con yêu quái này, chúng mày làm gì nó hả? À, chúng mày làm gì nó, ôi chúng mày đã làm gì chúng nó rồi hả? À, ôi đánh nó đi, bắt nó đi, đừng đánh nó em ơi, hãy tỉnh lại đi em ơi, ôi tỉnh lại đi em ơi, tỉnh lại đi em ơi, hãy tỉnh lại đi em ơi, đừng có ngu ngốc như thế. Ôi em ơi, hãy bình tĩnh lại đi, ôi
Ôi lợn này, tao nói cho mày biết nhá. Bây giờ mày thả bọn tao ra. À nhầm, không mày thả tao mà bọn tao sẽ thả cho mày đi, mày hiểu không? Mày thích không? Tao nói cho mày biết nhá, tao sẽ thả cho bọn mày đi. Với một điều kiện là chúng mày hãy thả bọn hai con ếch ra. Thả thằng Sáu ra. Thả con Phan ra, mày có thả không? À, mày có thả không? À, ôi, con điêu quái. Ôi, mày được lắm. Con điêu quái ạ. Mày nhớ lấy mà tao nhá. Sẽ có ngày mày sẽ phải trả giá thôi. Tao sẽ làm thịt mày. À, con lộ này, mày nhờn với tao ấy à. Tao nói cho mày biết nhá, mày đừng có mà láo xược ở đây. Mày tính gió. Ôi, em ơi, sao mày lại đánh anh? Mày không tính lại đi à? Ôi em. Ôi em ơi, tính lại đi. Tính lại đi em ơi. Hãy tính lại đi em ơi. Ôi, tính lại đi. Mày, con lợn này, mày thích làm sao? Mày, tao nói thật với mày, cơ này tao mà không cầm máy quay nhá, mày toang với tao rồi. Mày đừng có mà liều mạng với tao. Tao sẽ đập mày vỡ mặt ra đấy. Ôi, sao rồi? Ôi, em ơi, mày tính lại đi em ơi. Đừng có ngu ngốc như thế nữa mà. Tính lại đi. Ôi, tính lại đi. Ôi, tỉnh lại đi. Em ơi, tỉnh lại chưa? Ôi, mày tỉnh lại đi em ơi. Mày ơi, tỉnh lại đi, đừng ngu quậy đi theo bọn nó nữa. Đừng ngu ngốc như thế nữa, đừng đi theo bọn nó nữa. Mày hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Chị Alpha với lại Sáu ở đâu, bảo đi nhanh lên. Ôi, au, ôi, chết ra. Con mấy anh. Đây, dưới đẹp mấy con này. Anh chửi đúng rồi đi anh ơi. Con lợn. Ôi. Anh ơi, đừng có đánh em nữa. Em nó không biết cái gì đâu. Ôi. Anh ơi, chỉ con lợn đầu đàn này, con lợn với con áo đen này này. Ôi, có yêu phái. Oh my god. Oh my god, tắm bụi quá anh ơi. Cố lên anh. Chữ đẹp đó đi. Ôi ơi. Con lợn này. Đúng rồi anh bé ơi, đánh tay con lợn này đi. Cố lên. Đang chưa? Nó kinh đấy. Oh my god. Mày đi vãi đi. Đúng rồi. Mày đi đá thôi. Đúng rồi, chỉ có nước đáy thôi. Con này nó sợ nước đáy. Oh my god. Anh ơi, nhanh lên anh, bố sắp bị đánh nát rồi. Ôi. Anh ơi. Mày đợi đấy. Tao mới đi đáy. Anh ơi, trời, chúng nó cứ sống với mình thôi anh ơi. Đập mũ. Ồ, anh mệt cơ. Ôi dồi ôi, anh nhớ mày. Cưới nữa. Cưới lên thế đi, để cho mình mò. Thôi chúng mày lại đi nhé. Ôi, chúng nó chạy đi với mình ơi. Cháu đi vào chỗ nào ấy. Em cũng không biết nữa. Ui, chú này, xem nào. Gì đây, cái gì đây? Ui. Cái gì đó? Cái hình nộ mày. Nó xịt cái gì? Ôi. 707 nha anh bố. Cái gì đây? Đấy có số 707 không? Này, nãy em nhìn đường nét nó xịt cái này. Ôi, đây là số 707 thật rồi. Đây, 707 này. Ôi, anh 707 toang anh rồi. Bên này là cái gì đây? Đây là cái gì đây? Ôi, số 4 này không? Này, em bảo rồi chú, nhà mày anh là có tên là anh nộp này mà. Oh my god. Có khi nào? Tao hai anh rồi. Có khi nào?
anh tưởng mới đầu là nó định làm mấy con này, cái hai con này này để là hai cái con ếch kia nó bị dính vào cái con người nộm mày cơ. Anh nhưng mà cơ này là nó mà sơn lên như thế này ấy, nó mà viết cái hiệu số như thế này ấy, anh nghĩ xem là một cái điều gì khác, hay là nó muốn nhờ hai con kia, hai con bé kia để nó khống chế anh mới lại thằng bảy. Ừ, có khi nào vậy đúng không? Nhưng mà quan trọng nhất là hôm nay tôi đừng là không biết có ăn phá lên 6 này. Hay là bọn nó đi, nó mang ăn phá lên 6 đi. Đi đến ông con quái vật nào rồi. Quá, bây giờ làm sao đây? Tao nói rồi anh ơi, con mình có mang cái hình nộm mày về không anh? Anh nghĩ là cơ này nếu mà nó dùng cái hình nộm này nó để nó đầy khống chế mình ấy, thì mình phải bê cái hình nộm này về, mình sẽ xử lý cái hình nộm này, chứ không mà để cái hình nộm vào đây mà chút nữa nó mà thấy hết mùi nước đái nó quay lại là toang ấy. Mày ôm nó đi, không ghê, phải ôm đi, mày phải ôm đi, cơ này anh mà ôm là toang ấy. Anh mà ôm cơ này là ở chỗ như thế hai đứa mà giống nhau ấy nó sẽ dính vào người anh thì làm sao? Hai đứa mày thì nó không thể dính được. Ui bên này nhanh nhanh chim cái hết vụ nó đái nó quay lại, nó gọi thêm được một thằng gì vang mình đấy.